Vâng, chào các bác và anh em. Một ngày chủ nhật đầy nắng và chúng em đang có mặt ở Ủy ban Nhân dân phường Thanh Lương ở bên Lạc Trung, bên phố. Đồng hành cùng em hôm nay là Mr. Tuấn. Chúng em sẽ đến setup cho gia đình anh Lưu Quang. Anh Lưu Quang là một bác khách hàng rất quen thuộc và ngày nào anh cũng tương tác trên livestream của Zika Audio chúng em. Ở đây là anh có mở một cơ sở làm tóc. Anh em đang nghiên cứu để setup cho anh bộ dàn âm thanh làm sao nó hợp lý với cái không gian nhỏ xinh thế này. Bình thường chúng em đi lắp thì các bác có những cái không gian lớn, có tủ kệ sẵn thì chúng em chỉ việc lắp đặt. Còn đây thì anh em phải nghiên cứu làm sao cho nó được hài hòa, nó được chi tiết nhất trong cái căn phòng nhỏ xinh này, để cho anh những giờ làm việc thì anh có thể nghe nhạc thư giãn, giải trí, hát karaoke. Sau khi chúng em nghiên cứu khảo sát xong thì chúng em sẽ thi công cái công trình này và cho các bác cùng lắng nghe chất nhạc của bộ dàn ngày hôm nay anh Lưu Quang lựa chọn. Vâng, và với cái diện tích nhỏ xinh thế này thì anh em bắt buộc phải dùng những cái bộ dàn loa phun để treo. Mr. Tuấn đang tiến hành khoan giá để treo cặp loa phun. Và bộ dàn của anh Lưu Quang lựa chọn hôm nay gồm có một cặp loa phun B12 bát 30 vàng X22, Mic 321 Pro. Với những cái diện tích nhỏ xinh như thế này thì bộ dàn chúng ta hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc giải trí, hát karaoke cho anh và gia đình. Anh Lưu Quang là cũng xem Zika chúng em từ rất lâu rồi đúng không anh? Dạ vâng. Ngày nào cũng thấy anh tương tác trên livestream của Zika và đang lái xe chở bà con đi là bận tối để nghe mà ô tô nghe Zika đúng không? Nghe nhạc nghe livestream vâng, rất tuyệt vời. Anh Lưu Quang là một fan cứng của Zika. Chúng em đã thi công được một nửa cái công trình này và chúng em đang treo hết hệ thống giá lên, chỉ cần treo loa bắt đít xong là chúng ta sẽ được lắng nghe chất nhạc của bộ dàn ngày hôm nay. Quang đây, nhân vật ở sau những bình luận của Zika đây. Đây là Lưu Quang. Một fan cứng của Zika Audio. Chào khán giả của Zika nhá. Vâng. Anh Lưu Quang là một. Hôm nào anh ngồi xem. Hôm nào anh cũng xem livestream. Vâng. Hôm nào gần như một tháng vậy, 28 anh xem. Vâng vâng. Đấy. Khi hôm nào đi đâu mua nhà thì anh chị. Dạ. Mua nhà là lên sau đi. Vâng, thay mặt Zika Audio thì không những âm thanh mà nhiều thứ khác. Dạ vâng. Đoạn thì thấy ai phản hồi thì biết gì thì chia sẻ cũng được thôi. Dạ. Lúc nào mà anh có thời gian mà sang bên kia cầu thì lại sang bên kia anh em mình giao lưu. Vâng. Anh em mình gần một nhau. Một đêm vào gặp anh vẫn đang lưu duy Đắk Nai. Dạ. Ông chở bọn con về quê thấy like đang Đắk Nai và đang xe vào chơi. Dạ vâng. Dạ vâng đúng rồi. Bên em ở ngay gần bệnh viện Đức Giang. Đấy, chỗ cạnh quận quận Đồng Viên. Dạ vâng. 133 Trường Lâm. Một fan cứng của Zika Audio. Vâng, chỉ cần các bác có niềm tin vào Zika Audio thì chúng em sẽ phục vụ các bác mọi lúc mọi nơi, mọi địa hình trong những bàn kỹ cho phép. Một diện tích nhỏ xinh thì chúng ta sẽ thiết kế làm sao cho nó vừa hợp lý. Diện tích nhỏ xinh và cái gì dạ nhỏ vâng. Xinh vâng, vâng. Nhỏ xinh này. Vâng. Và một bộ dàn cũng nhỏ xinh. Cặp loa phun B12 này thì có thể đáp ứng tối đa cho các bác những cái phòng khách lên đến 5-60m², công suất khỏe. Còn những cái phòng như thế này thì thoải mái cho các bác chơi nhạc. Khỏe và đẹp. Dạ vâng, khỏe và đẹp. Nhất là những bác mà có cái nội thất màu đỏ như thế này thì chúng ta hợp với gỗ đỏ. Vâng vâng. Hợp với gỗ đỏ. Nhà mà không đẹp chỉ nghe nhạc. Đôi Hunter. Dạ vâng. Hunter thì mang lối thiết kế cổ điển. Hunter là cũng dòng loa mới xuất hiện tại Zika chúng em ạ. Vâng. Dạ vâng. Nếu như mà không gian của anh mà nó rộng mà anh trưng bày được Hunter thì đẹp quá. Dạ vâng. Dạ vâng. Nói chung là mỗi loại nó sẽ đẹp một kiểu khác nhau, một kiểu cách khác nhau và sẽ phù hợp với những không gian khác nhau. Các bác tư vấn cho nắp đôi này lên. Dạ vâng.
vừa gọn vừa mà đôi này thoải mái nghe nhạc giải trí hát karaoke. Vâng, em thích trong loa kênh nhưng mà nhà dạ, không vâng. Không phù hợp. Dạ, vâng. Lúc nào anh mua lốt bên cạnh thì anh em lại sang ghép thêm. Mua đâu. Nhưng mà ở bên phố này mà có những cái vị trí mà để cho chúng ta đỗ xe như thế này cũng là cực hiếm các bạn. Đa số anh em đi lắp đặt những cái bộ dàn âm thanh là đều phải đi vào ngõ ngách và đều phải vận chuyển rất vất vả. Vâng. Vâng đúng rồi. Là của bên VDC là chung. À thế ạ. Kia là ủy ban, kia là ủy ban, trường mầm non bên, dạ, vâng. Có đuôi xe bán tải là trường mầm non em đang xây đấy. Là trước 2 tầng, bây giờ xây 1 tầng nữa là 3 tầng. Nói chung vị trí nhà anh này là quá đắc địa, sang bên kia cầu cái là nhập làn vào cao tốc luôn, đi các hướng. Các hướng. 1A rồi Hà Nội Hải Phòng vâng. Vâng. Và với tuy cả tuần đang đi dây. Em sang đây có mấy cây rồi. Em sang bên này vâng. Cho 10 cây. À thế ạ. 10 cây chuẩn. Em bác từ đây sang 133 Trường Lâm là 10 cây tròn. Có không? Đây là mưa rồi đấy. To luôn, mày tí mày hao mát. Thế em bác từ đây đâu rồi? Tôi đi làm ở đây cho em. Anh em gọi, mình gọi không nghe, ai ăn gọi không nghe là được. Tính lầm đấy. Đấy, đấy. Đấy, đang đi dây qua Trần. Về luôn đúng không? Vâng, sau đây mời các bác cùng thưởng thức ca khúc Lỡ Hẹn với dòng Sông Lam do ca sĩ Lê Quang thể hiện. À, Lưu Quang thể hiện. À, ca sĩ Lưu Quang thể hiện này trên Dolaphone B12. Cũng đẩy đến vang X22 và bộ Mic 321 Pro. Một chiếc thuyền lan vội vã trở về Sông Lam một dải xanh như ngọc vời vời mắt ai buồn tái tê xa xa mây mù non hồng lý đã vắng hoa cài lỡ bên sông câu hát dần vương vương sóng đó đây đó phải sáng sớm đến duyên em đi lấy chờ đôi mắt người thương nghiêng quanh ló giận hờn chi giữa bên sông buồn anh lo ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm vì hoa đêm thì hoa phải lỡ em xuống bên đó nước mắt dẹp nhòa theo mái chèo buông từ đồ chia tay anh yêu bạn muôn phương nay trở về quê đò khác bên rồi nghe câu ví dặm người ơi chẳng mai đâu.
những bài karaoke cũng như là các bạn thưởng thức qua chất nhạc của Bộ Sàn ngày hôm nay thì nên set up cho anh Lưu Quang. Thay mặt công ty đầu tiên thì cảm ơn anh rất nhiều đã tin tưởng vào Zika Audio chúng em. Thì sau khi chúng em lắp đặt ở đây thì anh hát thử và nghe thử chất nhạc của Bộ Sàn anh lựa chọn anh thế nào? Rất là hợp, rất là hay. Hay, dạ vâng. Tôi cũng đi ấy rồi nhiều rồi, mấy ấy không set up tốt đấy. Mở cái là hát cái là được ngay. Rất lâu không hát mà học năm nói chuyện không được trong, mà khi mà cố hát càng hát một hai bài tại vì đêm qua ngủ muộn trong bật điều hòa uống nước đá nhiều một ngày nhưng học vẫn trái được. Người ta bớt giọng lên. Đúng rồi, bớt giọng nó còn hay nữa. Đúng rồi đó. Đấy là thì thôi gia đình thì cảm ơn anh em Zika nhé. Chúc anh em Zika với khán giả Zika luôn đồng hành để lắp bộ sàn hay cho gia đình. Vâng vâng. Thì cảm ơn anh. Bây giờ các bác mà sau một khoảng thời gian thì anh em chúng ta đã thi công xong công trình này. Chúng em sẽ treo tấm loa lên. Đây là một giải âm thanh của anh Lưu Quang ở bên Nam Trung Hà Nội. Bộ dàn hôm nay gồm có một cặp loa P12 bát 80 để vào X22, mic cùng dây kép 321 Pro. Và những cái diện tích nhỏ xinh như thế này là một cái diện tích lý tưởng để cho chúng ta nghe nhạc giải trí hát karaoke. Và dòng loa phun P12 có thể đáp ứng không gian đến 60m2. Và em đã căn chỉnh cũng như là cài đặt những cái thông số lý tưởng nhất ở đây. Và sau đây mời các bác cùng thưởng thức cái chất nhạc của Bộ Sàn sau khi anh em đã treo cặp loa lên, setup đầy đủ cho nhà anh đi qua.